meet you again. What did you do today? Can you tell me? Sunday. Sorry, it's Saturday. What did you do? I wake up at 10 o'clock. What? What? What did you do at 10 o'clock? You get up? I get up. What? Yes. Oh my goodness. No, you got up. Okay. You got up at 10. Wow. And then you have breakfast? No, I have lunch. Lunch. Hmm. Okay, you have your breakfast as your lunch. Right? Yes. Okay, what else? You just got up and you had lunch. And then you had no morning. You shouldn't get up so late. All right? How about tomorrow? I think tomorrow I wake up at 8 or 9 o'clock. 8 or 9? Okay, how about the weekdays? How about the weekdays? What time do you get up on weekdays? It's on 5 o'clock. 5 o'clock, because you need to go to school, right? Yes. So you walk to school or you ride a bike to school? School or you? I go to school by bus. By bus, really? It's too far? How many kilometers? How many? How many kilometers? I think it's 3 or 4. Kilometers. 30 or 40? Or just 3 or 4? 3 or 4. Oh my god, I didn't think that 30 or 40, oh my god, it's too far. So that you have to get up so early at 5. Okay, now what time do you start at school? What time do you start at school? It's 7 o'clock. 7 o'clock, so you just get up at 5 and then you have breakfast at home? Do you have breakfast at home? Yes. Yes. Uh-huh. Sometime you just eat bread? Yes. Oh, it's soy. So it's sticky rice. Sticky rice. Sometimes I eat sticky rice at school. Sticky rice at school. Okay. Very good job. Oh, you buy it. You buy it or in school? You buy it from outside the school? The is sold inside school or outside school? Mua trong trường hay là? Outside school. Okay. I see. Cô tưởng là ở trong nhà trường có căng tin bán cả đồ ăn buổi sáng.
No, no, no. All right. So now, are you ready to go to the lesson today? Yes, I'm ready. Oh, it's 40D, 48D. Hôm nay học bài 48D rồi. And then the next day will 49, and then 50. And that's all. Okay. After we finish lesson, yeah. Unit 50, we will do a test. We will do a test of to finish the movers, and then we will learn flyers. You know flyers? You know flyers? No. Hôm nay học bài 48D này, ngày mai học bài 49 này, ngày kia sẽ học bài 50 này. Sau học hết bài 50 là chúng mình sẽ có một bài test để tổng kết quyển movers này. Sau khi học xong movers thì chúng mình sẽ chuyển sang một cấp độ cao hơn, đấy là flyers. Ooh. Yeah, giỏi quá. Học hết quyển movers là sang quyển flyers đấy. All right, okay. So now are you ready? Let's go to the zoo. Yes, I'm ready. Wild animals. Choose and circle. Complete the story. All right. Do you know zebras? Do you know zebras? Yes. Ah. Okay, so let's do it. Donkey là gì ạ? Donkey là con nè nè. Con gì đó? Lừa. Donkey. Tails là con báo ạ? À? Hãy
I finish. Wait, they are slower. Okay, so now you tell me. I finished. I'm sure of my answer. Check my answer. Okay, let's see if you can get 1, 2, 3, 4, 5 correct answer. Okay. Yay! Number one correct. Number 2, 3, 4, and 5. Very good job. So you get 5 correct answer. But you are confusing here. Nhưng mà lúc nãy con hơi lo lắng ở chỗ này đúng không? Cân nhắc chỗ này đúng không? Slower. Tại sao nhỉ? Why? Tại vì con sẽ nhìn thấy ở đây có than. Than thì chắc chắn không thể nào tính từ đây được. Mà phải có so sánh hơn thì phải có đuôi. ER ở đây đúng không? Slower than, bigger than. Okay. Taller than, shorter than, all right? Okay, chưa? Yes. Oh, now can you read for me all? Can you read for me all? Can you read? Mm-hmm. Zebras are winged animals. Why? They live in Africa. White animals. They live in Africa. They have black and white streaks. Stripes. They are slower than cheetahs. They are bigger than donkeys. Donkeys. They run very fast. They can run up to 53 kilometers. Kilometer per hour. Per hour. Okay. Zebras live in family groups. Their favorite food is grass. Okay. So now you know more about zebras. Okay. Zebra in stripes. Stripes là gì ta? Yes. Stripes là gì? Black and white stripes. Nhìn màn hình nào, look at the picture. Can you see the black and the white stripes? Sao mạng lag nhỉ? Con cứ lag. Con nghe rõ cô không? Bị giật. Nghe rõ không? No. Con thử thoát ra xong vào lại xem nào.
Hello. Hello. Ôi, vừa định định bảo là hy vọng không bị lag nữa mà vẫn bị lag. Đứng hình. Đứng nguyên. Ok, cố gắng nhé, cố gắng vẫn yes. nghe được. Vẫn nghe được, ok. Alright, so you got 1, 2, 3, 4, and 5 correct answers. And you have to read all. Okay. So now tell me what stripes is. Stripe. Stripes. Có nhìn thấy cái đen đen và trắng trắng không này? Black and white. Là những cái... Sọc. Là những cái sọc sọc, kẻ sọc đúng không? Kẻ sọc màu trắng và màu đen. Alright. Oh, very good job. So, oh my goodness. Okay, now you choose two or false. Number one, can you read? Zebra, a house. Four. Oh, correct. Two. Zebra have gray strip on their body. Stripes, not strip. Stripes. Oh. Oh. Stripe. On okay, their body. Oh. Because they have black and black stripe. Okay, black. They have black white. And white stripes. Very good job, number three. Zebras live with their family. Yes, two. Two. Okay, so now let's go to the words, the vocabulary. Now, can you read all for me? Moon shell. Moon shape. Shape. Moon shape. Good. Meat. Heavy. Heavy. Grass. Grass. Okay. Very good job. Moon shape. Shape là hình dáng đó. Thấy chưa? Là hình đó. Còn moon là mặt trăng. Okay. Hình mặt trăng. Thịt này. Wow. Heavy. Ooh. He's so heavy. He's fat. And he's so heavy. Right? Okay, and grass. Yes. All right. Oh, now read. Short. Long. Long. Oh, look at this word. It's large. 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 Okay. Long. Okay. Now you look at here. You say the word D. And like number three here, cái ký hiệu này nhá, đọc là j, yes. J. Thường là những từ g và e thì mình sẽ đọc là j, j. Ví dụ như orange, orange, đúng không? Alright? Yes. Okay, now we, yes. You read one more time. You read one more time. Short, large, long, large, large, large. Okay, lag quá nhỉ? Lag quá nhỉ? Tại sao vậy ta? Nhà mình có làm gì đâu nhỉ? Anh
connect lại xem nào. Okay. All right. Let's go to the next. Recording. And next, can you read for me? This is the continents. Châu lục á, continents. A, B, C. Mm-hmm. Can you read? A is Australia. Oh, very correct. It's Australia. Next is ASEAN. Asia. And Africa. Okay. Châu Úc này, châu Á này, and châu Phi này. Okay. How many countries can you name in Asia? How many countries do you know? In Asia. China. 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 Indonesia. Indonesia. Thailand. Thailand. Vietnam. Yes, Vietnam. Cambodia. Cambodia. Don Timor. Where is it? Don Timor. It's a small country. Yes, it's a very small country. It's near. It's near. It's near Philippines? It's near Indonesia. Indonesia. Oh, it's so small. I cannot see. Okay, very good job. We have so many. We have 11. 11 countries in the... Southern Asia, okay? Yes. Oh, the new words. This is really the new words. Này, mới này. Do you know this? Can you read for me? No. No? It's hibernate. Hibernate. Nhìn phiên âm dưới này này đấy, I-E-I đó, hibernate. Oh. Hibernate. Okay, good job, Ian. Muscular. Nó là tính từ nhá, là cơ bắp là thịt. Nhưng mà nếu danh từ cơ bắp thì là muscle, đúng không? Muscle, I do not have muscle. I don't want to. Don't have to. Yeah. And the last word is, oh my goodness. Mane. And oh, the hair is just like me and you. Right? Look at the face. Yes. Oh my god. Oh my god. The mane. Okay, mane. Là cái bờm ở sau này. Right. This is the mane too? No. Okay. Now you read for me once more time. Hibernate.
Muscular. Oh, good job. And name. So now you just read for me the moon. Okay, number one, number four. So you choose the words here. Number five and number eight, you choose the words here. You just can read, only read for me. No need to write. Nghe bé vậy.
Again? Yes. Okay. Are you sure? Even you are not sure, let's check, okay? All right, now let's see. The moon bear lives in? Can I train? Okay, okay, you can change. I finished. I think so. Okay. All right, now I'm really confident to check your answer. Ooh. Bây giờ cô thấy tự tin hơn khi mà kiểm tra bài của con rồi đấy. Cho đáp án rồi đấy. All right. Okay, 3, 2, 1, see. Angel, moon shape, happy, short, hibernate, Australia, muscular, longer than, and grass. Okay. Ôi trời ơi, đầu tiên cái bọn gấu mặt trăng này nó lại sống ở hình mặt trăng. Trời ơi, nó sống ở châu Á chưa? And it has moon shape on its chest. Okay. Cái này, okay. Trắng trắng cái này. Alright, okay, very good job. Finally, you get all the correct answer. Job girl, and let's go. Number 9 to number 12. Do it quicker, if not the time is going to up there. Mail, 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 mail. The male lions leaves are larger than the female lions that it beats. Okay, let's 3, 2, 1 and check, check, check. Yay, correct. Men's. Oh,
my goodness. And the, it means, okay, this is the correct answer, all right? Larger than, okay. Những con sư tử đực thì lớn hơn những con sư tử cái. Okay, male và female. Male là đực này, female là cái, được chưa? Giống như giới tính ấy. Ví dụ như trong phần sex của mình á, mình sẽ ghi là female, được chưa? Bọn mình là female, alright? Em trai này, bố này, ông này sẽ là male, ok chưa? Alright. Rồi, good job girl. Correct answer, and let's go to the next part. Grammar. Okay. Now can you see my screen? Yes. Rồi, so sánh hơn đúng không? So sánh hơn. So sánh hơn là gì? So sánh hơn với tính từ ngắn thì chúng mình sẽ với tính từ là động từ ở đây á. Chủ ngữ cộng động từ cộng tính từ đuôi. Đuôi. Sau đấy nhất định phải có than đúng không? Than cái vật gì đó là object ở đây đúng không? Còn với tính từ dài thì mình phải thêm more đằng trước. Còn tính từ thì giữ nguyên đúng không? Đây chúng mình sẽ làm bài tập này để thấy rõ hơn. Okay, number one to number six. Sắp hết thời gian rồi, con chỉ đọc thôi cũng được. You just read for me. Turtles? Turtles are slower than rabbit. Oh, good job. And next? Tiger are faster than deer. Tigers are faster than deer. Three. Lions are bigger than fox. Foxes. Okay, bigger nhớ là phải nhân đôi cái âm g lên được chưa? Cái chữ g lên, alright. Number four. Cats are smaller than tigers. Correct. And number five. The lion's body is muscular. Muscular là tính từ ngắn hay tính từ dài? Dài. Đúng rồi, ngắn là nó chỉ có một âm tiết thôi. Cái này slow, fast, big, small. Còn cái này có hẳn ba âm tiết. Muscular. Đúng chưa? Thì nó là dài rồi. Alright. Thì phải như nào nhỉ? The lion's body is? Lion's body is more than dog's body. It's more muscular. More muscular than the dog body. Okay, and number six. When animals are wild, hoang dã, động vật hoang dã, wild. Wild animals are dangerous. Are more dangerous than animals. Okay, wild animals are more dangerous than farm animals. Những động vật hoang dã thì nguy hiểm hơn là những động vật sống ở nông trại. Okay. Now, number two and number six. Just read your answer. Bear hibernate or sleep
In the winter. In the winter is not on. In mùa đông là rất dài, rất rộng lớn nên phải là in, nằm trong đó, chưa? In là chỉ vào mùa. Mùa đông. And three. She's tall. Cheetahs. Are faster than lions. Yeah, bởi vì có than nên sẽ phải chọn faster. Their favorite food. Food or foods. Food. Okay. Very good job. Chưa? Tại vì food là danh từ không đếm được này nên là chia số ít ở đây đúng không? Còn cái foods này thì sẽ phải là are đúng không? Alright. Five. Elephants have big ears. Ears. Hai tai mà. Alright. Six. They want to eat lunch. Want, lúc nào cũng đi to. I want to go home. I want to go to the market. Okay. Very good job. It's writing. Okay. So now, number one. Need to write, yeah. Komodo dragon. Where? Where? Mm-hmm. Ah, Komodo dragons. Nó là một loại thằn lằn á. Yeah. Nhìn kinh vậy. Komodo dragons. Yay! Number one. Komodo dragons live in Indonesia. Live. Okay. Số nhiều mà dragons. Okay. Very good job. Komodo dragon. The bigger lizard on earth. Is the biggest lizards on earth. Okay. Ooh, nó là loại thằn lằn lớn nhất ở trên trái đất này luôn. Okay. Komodo dragon. Dragons. Dragon. Has a muscular tail. Okay. Half, nhớ chưa? Số nhiều này, mình chia số nhiều nhá. Number four. Komodo dragon dragon live in a flat. Really? Flathead là gì? Flat là bằng phẳng, một cái đầu bằng phẳng và một cái thẳng.
Komodo dragon have a black head? Okay, number five. Komodo dragon smell with their tongue. Lưỡi. Yeah. Smell cho người bằng lưỡi hay là đúng rồi, nó lúc nào cũng thè ra mà. Ok. Komodo dragon swim very well. Yeah, they swim very well. Cô chú ý một chút là số nhiều nên không phải là is the biggest mà là are, hiểu chưa? Are the biggest lizards on earth. Yeah, yeah, yeah. That's very good. Who write words about land animal? Write the animal's name in the box. One. Nếu mà con viết moon bears thì con sẽ viết moon bears. Đây là sẽ nói là moon bears live in Asia. They have a heavy body. They have a short tail. They have a moon shaped on the chest. And they hibernate in the winter. Được chưa? Okay. So this is will be the homework, huh? It's just right. Yes. Oh, but you didn't do your homework. Why? Do you want to do the homework anymore? Or if not, I will not give you. Nếu mà không muốn làm bài tập nữa là cô cũng không cần cho bài tập nữa, mà con cứ làm ở trên lớp thôi cũng được. Xong cái này không học xong mai lại học tiếp, đúng không? Được không? Dạo này bận quá thì như thế. Còn nếu sau này mà được nghỉ hè thì rảnh thì lại làm. Được không? Được không? Nghe cô nói không? Yes. Nhá. Thì cái bài này thì lần sau làm tiếp nhá. Nhưng mà phải đẩy tốc độ nhanh lên. Không là không xong đó. Được chưa? Right, với cả mạng hôm nay nó cũng kém nữa nên cũng không thể trách như thế được nhỉ. Alright, okay, so now it's time to go to bed. Yeah, 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 yeah. Alright, good night. Goodbye.